Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 4 thì phần lớn các tỉnh thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Gió mùa đông bắc không mạnh, chỉ khoảng cấp 2, cấp 3, nhưng mà do có mưa nhỏ, mưa phùn nên nhiều người cảm thấy khá là rét. Vâng, và nhiều người thì cũng thắc mắc rằng là liệu đợt không khí lạnh này có phải là rét làng Bân hay không, và điều gì đặc biệt và trạng thái thời tiết này sẽ kéo dài cho đến khi nào. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Theo cách hiểu từ xưa, rét nắng Bân là đợt rét cuối cùng của mùa đông, thường xảy ra vào tháng 3 âm lịch ở miền Bắc của nước ta. Do đó có thể xem đợt lạnh hiện tượng chính là rét nắng Bân. Sau đợt lạnh này, trong tháng 4 dương lịch, dự báo sẽ không có đợt không khí lạnh nào khác mà chỉ có các đợt nóng đến gay gắt. Có những người cho rằng rét nắng Bân là rét đậm nhưng thực ra không hẳn. Đợt rét cuối mùa này thường chỉ khiến trời se lạnh. Trong đợt rét nắng Bân này, gió lạnh cuối mùa không đi thẳng từ phía Bắc xuống nước ta, mà hơi lệch về phía Đông nên đưa hơi nước từ biển vào, khiến độ ẩm vẫn cao và nhiều nơi có mưa nhỏ, mưa phùn. Có thể mức nhiệt trong đợt này không thấp, nhưng do trước đó miền Bắc đã có những ngày rất nóng nên nhiều người mới cảm thấy rét nắng Bân khá lạnh. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 200.000 ca đột quỵ mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 33% trường hợp bị đột quỵ được cấp cứu kịp thời trong giờ vàng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ chữa trị thành công rất thấp, phục hồi chậm, để lại những biến chứng nặng nề cho những người như là liệt nửa người, mất hoặc giảm khả năng đi lại, thậm chí gây tử vong hoặc là sống thực vật. Vâng, thời gian vàng cấp cứu đột quỵ nhồi máu não là từ 3 đến 4,5 giờ kể từ khi các cái triệu chứng đầu tiên xuất hiện, và có thể mở rộng lên 6 giờ đồng hồ hoặc là hơn trong một số các trường hợp nhất định. Và đối với đột quỵ xuất huyết não thì thời gian vàng để trong cấp cứu là 8 giờ đầu và có thể mở rộng hơn 24 giờ. Tuy nhiên, người bệnh cần được cấp cứu càng sớm càng tốt. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai quy trình Cold Stroke trong cấp cứu đột quỵ nhanh chóng, chính xác. Cold Stroke là y lệnh khẩn ưu tiên trên toàn hệ thống bệnh viện dành riêng cho cấp cứu đột quỵ, kết nối các liên chuyên khoa trong cùng hệ thống bệnh viện như khoa cấp cứu, khoa thần kinh, khoa chẩn đoán hình ảnh, mở lối đi riêng cho bệnh nhân đột quỵ. Bệnh nhân được đánh giá tình trạng ngay tại phòng cấp cứu với các máy móc hiện đại và chụp CT hoặc MRI theo luồng ưu tiên. Quy trình giúp hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đẩy nhanh cấp cứu đột quỵ, rút ngắn thời gian cấp cứu đột quỵ nhồi máu não xuống dưới 30 phút, thậm chí dưới 15 phút kể từ khi bệnh nhân đến bệnh viện. Quỵ là một cái tình trạng gián đoạn cái dòng máu lên não, làm cho chết các cái tế bào não. Có thể là nguyên nhân là vỡ các cái mạch máu não, hay là tắc nghẽn các mạch máu não, thì thông thường là cái tắc nghẽn mạch máu não là nhiều hơn và nó chiếm tỷ lệ khoảng từ 80 đến 85% trong các cái nghiên cứu đã được công bố. Ngoài ra, đối với đột quỵ xuất huyết não, bệnh viện ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo AI hiện đại duy nhất tại Việt Nam giúp bác sĩ mổ cấp cứu đột quỵ thành công. Nhiều trường hợp cấp cứu muộn quá 24 giờ vẫn được cứu sống, hạn chế tối đa di chứng, giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng và sớm trở lại cuộc sống thường ngày. Bệnh nhân vào mà có những cái tổn thương đột quỵ cấp thì bệnh viện Tâm Anh đón nhận ngay từ khoa cấp cứu, để khởi động một cái cold stroke ngay tại khoa cấp cứu. Bác sĩ cấp cứu sẽ cho những cái chỉ định tối thiểu và ưu tiên cho chụp CT MRI theo chỉ định, sau đó phát hiện sớm, hỗ trợ gấp với bác sĩ đầu tư kinh và bác sĩ can thiệp sẽ tạo thành một cái nhóm ekip và xử lý nhanh chóng kịp thời trong thời gian ngắn nhất, là phát hiện sớm để can thiệp cho chúng ta. Khi chụp CT không thuốc, phát hiện những yếu tố nguy cơ đột quỵ do tắc mạch máu lớn, chúng tôi sẽ làm CTA hoặc là MRI phát hiện tắc mạch máu lớn, có thể lấy bằng huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Thì hiện nay thì bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chúng tôi cũng có những phần mềm hỗ trợ tốt về CT, đánh giá CTA là bằng máy 768 các hỗ trợ bằng hai mức năng lượng, chúng tôi đánh giá chính xác khá tốt về hình ảnh các cái đột quỵ như là phình, vỡ phình, bóc tách là tắc hoặc là những cái dị dạng máu rất là tốt. Theo các chuyên gia, cứ một phút trôi qua, cơn đột quỵ khiến gần 2 triệu tế bào thần kinh bị chết. Càng để lâu, nguy cơ tàn phế tử vong của người bệnh càng cao. Do đó, đối với những trường hợp bị đột quỵ hoặc nghi ngờ đột quỵ, người bệnh cần được cấp cứu, điều trị càng sớm càng tốt để nâng cao tỷ lệ cứu sống người bệnh và khả năng phục hồi chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 4, 15 cơ quan bộ ngành sẽ gửi ý kiến góp ý về đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Và đến nay về cơ bản thì các bộ đều đồng ý. Và sau khi có đầy đủ ý kiến của các bộ ngành,
Cơ quan soạn thảo sẽ tổng hợp tham mưu lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua. Đến thời điểm hiện tại thì Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải đều đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trong đó đồng ý với đề xuất hoãn đổi ngày làm việc để nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày liên tiếp. Theo quy định tại Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019, trong năm thì người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương. Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hàng năm căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ. Như vậy, luật không có quy định về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Và sau khi tổng hợp các góp ý của các bộ, ngành, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về vấn đề này. Và nếu đề xuất này được thông qua thì người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày mùng 1 tháng 5. Sau thời gian theo dõi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 22 năm tại Lào. Trước đó thì vào năm 2002, một đối tượng đã dùng súng bắn chết một người đàn ông trú ở cùng bản do mâu thuẫn chuyện đất đai. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chân đưa vợ con sang Lào theo đường tiểu ngạch. Cụ thể, hai đối tượng bị bắt giữ gồm Lương Văn Bún, sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An, bị truy nã về tội giết người. Và Lê Văn Điền, sinh năm 1968, đăng ký thường trú tại huyện Con Cuông, Nghệ An, bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Vào năm 2002, do mâu thuẫn đất đai, Lương Văn Bún đã dùng súng bắn chết một người đàn ông trú cùng ở tại bản. Và sau khi gây án, Bún đã cùng vợ con bỏ trốn theo sang Lào đường tiểu ngạch. Còn đối tượng Lê Văn Điền cũng đã bỏ trốn, tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Quá trình sinh sống tại Lào, hai đối tượng gặp quen biết nhau và để che giấu tung tích lai lịch, cả hai đã thay đổi tên họ, thường xuyên thay đổi chỗ ở sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh có mật độ dân cư thưa thớt nhằm tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, nhật thực toàn phần là hiện tượng thiên văn rất là độc đáo xảy ra khi mà mặt trăng đi qua giữa trái đất và mặt trời tạo thành một đường thẳng. Và nhật thực toàn phần thì sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay là ngày 8 tháng 4 đấy ạ. Vâng, vậy thì những người Việt Nam đang sống tại Việt Nam thì có thể quan sát được hiện tượng kỳ thú này hay không? Hãy cùng phóng viên Trà Buổi Tối tìm hiểu ngay sau đây. Theo các chuyên gia, nhật thực toàn phần thường chỉ quan sát được trong khoảng vài giây đến tối đa là 7,5 phút, nhưng thường ngắn hơn 5 phút. Trong khi đó, hiện tượng nhật thực một phần hoặc nhật thực hình khuyên mặt trăng không che khuất hết toàn bộ mặt trời có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ. Lần gần đây nhất xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần là vào ngày 20 tháng 4 năm 2023. Giải nhật thực toàn phần bắt đầu từ Tây Úc, đi qua Timor-Leste, Indonesia và kết thúc ở Papua New Guinea. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhật thực vào ngày 20 tháng 4 năm 2023 chỉ là nhật thực một phần, với mức độ mặt trăng che khuất mặt trời tối đa chỉ 5%. Ngày hôm nay, mùng 8 tháng 4, hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên, rất tiếc những người sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam sẽ không thể quan sát hiện tượng này dù chỉ là nhật thực một phần.